Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Võ Thần Chúa Tể tập 523. Thiên Tuyết, ngươi nói đùa, Tần Trần đó là ngươi nam nhân, Tư Tư làm sao dám đoạt. Trần Tư Tư tự nhiên cười nói, còn tưởng rằng U Thiên Tuyết đang nói đùa, sợ mình câu dẫn Tần Trần, sở dĩ cố ý cường điệu nói. Gọi tỷ tỷ. U Thiên Tuyết không vui nói, còn có ai đùa giỡn với ngươi. Trần Tư Tư không khỏi quẫn bách, nụ cười có một ít xấu hổ, nói, Thiên Tuyết muội tử, ngươi yên tâm, ta tuyệt không có cùng ngươi đoạt Tần Trần ý tứ. Nàng xem mắt Tần Trần, nếu như nói trước đây Tần Trần chỉ là để cho nàng có chút ngạc nhiên nói, như vậy hiện tại Tần Trần thì để cho nàng kính sợ, đây là một cái đã cứu hắn nam nhân. Nếu như không phải Tần Trần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn không dám tưởng tượng bản thân kết quả thì như thế nào. Như vậy nam nhân nàng là lại kính lại ngưỡng mộ. Nói gọi tỷ tỷ ngươi không nghe được sao? U Thiên Tuyết không vui nói ra. Tỷ. Tỷ tỷ. U Thiên Tuyết khí tràn quá mạnh, để cho Trần Tư Tư không tự chủ được kêu lên, nhưng một tiếng chị tỷ kêu ra miệng, hắn vội vã câm miệng, bản thân là thế nào? U Thiên Tuyết gật đầu, nói, nếu gọi tỷ tỷ, sau này ngươi tựu là người Tần gia, nếu để cho ta xem ngươi còn câu dẫn khác nam nhân, đừng trách làm tỷ tỷ ta hành xử gia pháp. Uy uy uy, ngươi đây cũng quá tự quyết định chứ. Trần Tư Tư vội vàng khoát tay nói, Thiên Tuyết cô nương, gọi tỷ tỷ. U Thiên Tuyết cải chính nói. Trần Tư Tư không khỏi không nói gì, có chợt lại hồ nghi, bởi vì nàng quan sát cả buổi, phát giác U Thiên Tuyết vậy mà không giống đang nói đùa. Đây chính là bản thân cả đời a, há có thể dễ dàng như vậy liền định ra. Huống chi để cho sư tôn biết, nhất định sẽ cắt đứt hắn chân. Chứng kiến Trần Tư Tư một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, U Thiên Tuyết tức khắc hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ để cho ngươi gả cho Trần Thiếu, cứ như vậy ủy khuất ngươi sao? Ngươi mặc dù là Huyễn Ma Tông thánh nữ, nhưng Trần Thiếu nếu là nguyện ý thu ngươi, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Trần Tư Tư ngẩn ra. Cái này thật đúng là, luận thiên phú, phong vũ lôi coi là vũ vực cao nhất chứ. Hắn chính là Hiên Viên Đế Quốc Đế Tử, đại lục cao cấp nhất Đế Quốc Hoàng Tử, thân phận tôn quý, thiên phú tuyệt luân, không gì so nổi. Lúc trước Trần Tư Tư cũng cùng Phong Vũ Lôi giao thủ qua, biết đối phương đáng sợ. Nhưng mới rồi đây, lại bị Tần Trần đánh bại, thậm chí ngay cả Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế Võ Đế Ý Chí, cũng bị Tần Trần ma diệt. Thiên phú này phải có nhiều đáng sợ. Hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Yêu Kiếm Truyền Thừa trong sự tình. Khi đó Yêu Kiếm Tông rất nhiều đệ tử hạt giống cùng nàng cùng nhau lang bạt Yêu Kiếm Truyền Thừa, nhưng Tần Trần lại kinh người kích hoạt vô thượng kiếm đạo, trở thành khi đó nổi bật nhất nhân vật. Cũng chính là khi đó, Trần Tư Tư bắt đầu chú ý Tần Trần, đối với hắn để tâm. Chỉ là về sau hắn bị Huyễn Ma Tông dẫn vào vũ vực, liền dần dần quên Bắc Thiên Vực sự tình, đã biết vũ vực mênh mông sao, hắn hiểu được từng tại Bắc Thiên Vực thiên kiêu, tại vũ vực trong căn bản liền nhất Tần cũng không bằng. Có Tần Trần lại đánh vỡ hắn nhất quán tới nay quan niệm, làm nàng đôi mắt đẹp phát quang. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, tại vũ vực, cường giả mọi người tôn sùng, ai cũng không ngoại lệ. Trần Tư Tư đương nhiên cũng tôn sùng cường giả. Nói thật, muốn thắng được hắn phương tâm, như vậy tối thiểu cũng phải tại đánh nhau cùng cấp trong đánh bại hắn, đồng thời không có chỉ thưởng thức hắn khuôn mặt đẹp, mà là thưởng thức hắn người này, có thể nghĩ tới muốn làm điểm này, thật quá khó khăn. Hắn bản thân liền là nhân vật thiên kiêu, hơn nữa còn là thiên sinh mỹ thể, lại bị Huyễn Ma Tông ra sức tài bồi, chính là Lăng Nghĩa Chi Lưu, cùng với một ít thế lực lớn nhân vật thiên kiêu, ở trước mặt nàng cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Đồng thời Huyễn Ma Tông từ trước đến nay là có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự tình cũng không cần nắm đấm, vì vậy, hắn ít có cơ hội xuất thủ. Tần Trần đánh nhau cùng cấp, cũng tuyệt đối mạnh hơn nàng, hơn nữa còn không phải nhỏ tí tẹo, cái này tự nhiên để cho nàng trong lòng nổi lên sóng gợn. Huống chi, Tần Trần là hắn gặp phải tất cả nam nhân trong, duy nhất một không bị hắn khuôn mặt đẹp hấp dẫn nam tử. Lại thêm lúc trước Tần Trần cứu nàng, tự nhiên làm Trần Tư Tư nội tâm ám nổi sóng. Nếu như nói trước đây hắn chỉ là thưởng thức Tần Trần, như vậy hiện tại lại mang theo một chút mến mộ. Nàng xem hướng Tần Trần, ánh mắt lập lòe, mang theo chờ mong, dường như tại chờ đợi Tần Trần thừa nhận. Tần Trần cười ha ha một tiếng, nói, để các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta muốn nhìn không gian trì. Nói xong, xám xịt mà chạy. Má ơi,
U Thiên Tuyết cũng quá bưu hãn, trực tiếp thay hắn tìm một nữ nhân, chuyện này khó có thể nhận. Thế nhưng hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cười ha ha một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trần Tư Tư trong con ngươi tức khắc hiện lên một chút thất lạc. Hắn cũng không được biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, không phải hẳn là vui vẻ không? Chỉ là Tần Trần coi nhẹ, lại làm cho nội tâm của nàng trống trơn, đặc biệt khó chịu. Trần Thiếu, ngươi tỏ thái độ a, Tư Tư hắn thế nhưng thiên sinh mị thể, không thể tiện nghi hắn người. U Thiên Tuyết vội vàng nói, hơn nữa hắn cũng không có che giấu, mà là nói hết sức lớn tiếng, đủ để cho Trần Tư Tư cùng Cơ Như Nguyệt nghe rõ. Trần Tư Tư kém chút đánh lão đảo té lăn trên đất, mặt cười hơi giật giật, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cơ Như Nguyệt cũng há hốc mồm. Thiên Tuyết ban nãy liều mạng đem Huyễn Ma Tông thánh nữ giao cho Tần Trần, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hắn chợt cảm thấy phải kỳ lạ không thôi, giống như là lần đầu tiên nhận biết U Thiên Tuyết đồng dạng. Thậm chí không nhịn được nói, Thiên Tuyết, ta giàu gì cũng là Cơ gia chính nữ, lấy ta, có thể có được toàn bộ Cơ gia ủng hộ, dường như không so hắn thiên sinh mị thể kém chứ. Lời mới vừa dứt, Cơ Như Nguyệt mặt liền hồng, mình tại sao có thể nói ra lời như vậy đến đây? Chuyện này, vẫn là chính mình sao? Có hắn không hiểu có một ít chờ mong, vụng trộm ngẩng đầu, dường như muốn nhìn Tần Trần cùng U Thiên Tuyết phản ứng. Như Nguyệt, ngươi là bạn thân ta, nếu như Trần Thiếu thích ngươi nói, ngược lại cũng không phải là không thể. U Thiên Tuyết trầm tư chốc lát, cư nhiên nghiêm túc hồi đáp. Tần Trần cùng ngất, mồ hôi lạnh trên trán đều cho ra. Câu trả lời này, làm cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Được, Thiên Tuyết, chớ có nói hưu nói vượng. Tần Trần quát lớn một câu, sau đó hướng Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cười khan một tiếng, lôi kéo U Thiên Tuyết đi liền. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, chuyện này thật đúng là như vậy. Hắn đều có một ít hối hận đem Cổ Thương Võ Hoàng cùng Khô Lâu Đà Chủ cho điều đi, chỉ để lại các nàng tam nữ một nam. Cơ Như Nguyệt ánh mắt hàm sát, tức giận hướng tâm, tức đến dậm chân, cái nàng là ý gì, là chướng mắt bản thân sao? Lưu manh. Trần Tư Tư cũng không khỏi xì một hơi. Liên quan ta sự tình. Tần Trần chỉ cảm thấy oan, hắn một chút ý tưởng cũng không có, làm sao ngược lại thì hắn thành lưu manh đây? Hắn cũng không biện giải, nhanh tới đây đến không gian trì lên. Không gian trì bên trên, có nhất tầng nhàn nhạt không gian đám sương, chỉ là tầng này không gian đám sương trừ mang một ít lờ mờ cảm giác bên ngoài, đã đối với người không tạo được tổn thương gì, vì vậy Tần Trần cũng không có dời đi. Đám sương xuống, là nhũ bạch sắc không gian trì nước, hơi nhộn nhạo, tản ra kinh người không gian chi lực. Tần Trần chỉ là vừa tiếp cận, trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực liền mơ hồ có một ít hưng phấn, phảng phất nhìn thấy cái gì vật đại bổ. Không sai, thật là không gian trì. Tần Trần kinh hỉ, sau đó không có chút gì do dự, nhảy vào đi. Ấm áp nước suối bao quanh hắn, để cho Tần Trần kém chút đều quên mất bản thân tu luyện, không phải đến ngâm ôn tuyền, có sau một khắc, Tần Trần cũng cảm giác được đau đớn. Không gian trì trong không gian chi lực bắt đầu điên cuồng tiến nhập trong cơ thể hắn, đặc biệt xuyên thấu quần áo thời điểm, sức mạnh kia càng là đề thăng gấp 10 lần, gấp trăm lần, Tần Trần trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút phun ra huyết tới. Trần Thiếu. U Thiên Tuyết mấy người thất kinh, liền thấy Tần Trần khí sắc trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi tỏa ra, từng cái gấp đến độ vội vàng muốn xuống. Không được qua đây. Tần Trần quát lên một tiếng, không gian này trì xuyên thấu lực thật đáng sợ, lấy hắn không gian chi thể cùng bất diệt thánh thể lục trọng đỉnh phong phòng ngự, dĩ nhiên có kém chút trọng thương, nếu như U Thiên Tuyết các nàng tùy tiện tiến nhập, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ không gian này trì lên, tại hắn hiểu rõ trong, không gian trì tuy là ẩn chứa kinh người không gian chi lực, nhưng hết sức chính gốc, mặc dù là có phá hoại lực, cũng không khả năng làm cho hắn đều không thể chịu đựng. Nhưng này một cảm nhận, Tần Trần lại sửng sốt, dĩ nhiên là hắn mặc trên người quần áo nguyên nhân. Hắn tức khắc cười khổ, bản thân nhất thời sốt ruột, vậy mà quên mất cái này. Không gian chi lực là một loại hết sức đặc thù lực lượng, một khi có ngoại lực quấy rối, ngay lập tức sẽ biến phải táo bạo đáng sợ, giống như không gian liệt phùng, chính là không gian chi lực đạt đến giới hạn sau tạo thành kết quả. Vì vậy, võ giả tiến nhập huyết linh trì, nhất định phải cởi ra quần áo, người trần truồng, như vậy mới có thể bình yên thu nhận không gian trì trong không gian chi lực. Mà hắn lúc trước y phục quần áo trực tiếp tiến nhập không gian trì, dĩ nhiên là đưa tới không gian chi lực bạo động,
như là ban đầu ở huyết linh trì trong đồng dạng, nhất định phải người trần truồng mới có thể thu nhận huyết linh trì dịch, bằng không thân thể liền sẽ bị huyết linh trì cho hủ hóa. Nhẹ nhàng rung một cái, đem quần áo trên người tất cả đều chấn vỡ, đúng là trên thân đau đớn cảm giác yếu bớt nhiều, biến phải ôn hòa lên. Quả thế, Tần Trần cười khổ. Những thứ kia cương châm vậy lực lượng tiến nhập thân thể hắn cùng kinh mạch sau, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được thân thể mình đang thay đổi, trong thân thể dường như có tạp chất gì bị những thứ kia nước ao mang đi, đồng thời nguyên bổn đã hết sức ngưng luyện 10 đạo không gian đạo tắc chi lực, lại vẫn tại mơ hồ đề thăng, biến phải càng thêm ngưng luyện. Tần Trần vui mừng quá đỗi, không gian đạo tắc chi lực cường đại hay không, đại diện một người sau này thành tựu, lúc đầu hắn không gian đạo tắc chi lực đã hết sức đáng sợ, nhưng nếu là còn nữa tăng lên, sẽ đạt đến một cái tăng thêm sự kinh khủng cảnh giới. Hơn nữa, U Thiên Tuyết các nàng ba cái cũng có thể được tăng lên nhiều. Ba người các ngươi mau xuống. Kinh hỉ phía dưới, Tần Trần bật thốt lên liền nói. Có lời mới vừa dứt, hắn tức khắc dạy ra ở, muốn đi vào không gian trì, nhất định phải cởi sạch y phục, có U Thiên Tuyết ba cái đều là nữ nhân, tự mình một người, chuyện này. Chứng kiến Tần Trần không có việc gì, U Thiên Tuyết ba người thì nhất tề thư một hơi, đồng thời sẽ đi không gian trì trong đi tới. Chậm đã. Tần Trần vội vàng kêu lớn. Trần Thiếu làm sao? U Thiên Tuyết hồ nghi nói, Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư cũng nghi hoặc nhìn Tần Trần. Cái này. Tiến nhập không gian trì, nhất định phải cởi quần áo xuống, người trần truồng tiến nhập, bằng không nói, không gian chi lực bị quần áo cách trở, sẽ xuất hiện bạo động, các ngươi sẽ bị này không gian chi lực trong nháy mắt xé rách. Tần Trần có một ít xấu hổ nói ra. Cởi sạch y phục, người trần truồng. U Thiên Tuyết ba người mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ba nữ nhân cùng một đại nam nhân, trần truồng lộ thể tại đây không gian trì trong tu luyện, chuyện này. Chỉ là ngẫm lại để ba người cả người phát tô, đều nhanh đứng không vững. Ngươi có phải hay không cố ý? Cơ Như Nguyệt thở phì phò nói. Sắc quỷ. Trần Tư Tư cũng xì một hơi. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, Tần Trần không nói gì, bản thân hảo tâm nhắc nhở, ngược lại bị đương thành lưu manh, quá oan. Bất quá Tần Trần cũng biết để cho nữ hài tử cởi sạch quần áo và một cái khác trần truồng lộ thể nam nhân cùng nhau ngâm nước ao, thật có chút xấu hổ, vì vậy nói, ta đến bên trong đi, đưa lưng về phía các ngươi đem y phục đi tốt vào nước sau, thông báo tiếp ta. Nói ta Tần Trần thản nhiên để ý tới ba người, thản nhiên đi tới nước ao chỗ sâu, đồng thời đưa lưng về phía mọi người, một chút cảm nhận thân thể biến hóa. Thiên Tuyết, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Như Nguyệt gương mặt hồng hồng, thần sắc có một ít cuống quýt, tuy là Tần Trần đưa lưng về phía các nàng, lại tại nước ao chỗ sâu, còn có đám sương che đậy, nhưng này nước ao dù sao không lớn, chỉ là nghĩ đến bản thân muốn tại một người nam nhân bên cạnh cởi hết quần áo ra, thì có chút khó có thể nhận. Cái gì làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết lại hồ nghi mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, trầm giọng nói, này cổ quái đại lục, nguy hiểm trọng trọng, lúc trước nếu không phải Trần Thiếu xuất thủ, chúng ta có lẽ đều phải chết ở chỗ này, thực lực mới là duy nhất, ta một mực hận bản thân cũng không đủ thực lực, không cách nào thay Trần Thiếu chia sẻ, hiện tại có một cái như vậy tăng cao tu vi cơ hội, tự nhiên cần phải nắm chắc. U Thiên Tuyết vừa nói, vừa đem y phục cởi ra đến, trắng nõn cổ chân một chút đi vào trong ao nước, sau đó là nở na như ngọc bắp đùi, hết sức nhỏ vòng eo, mãi cho đến đem tuyết trắng cổ đều ngâm không có ở trong ao nước, U Thiên Tuyết mới thở phào. Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư lại chứng kiến U Thiên Tuyết mặc dù nói nghĩa chánh ngôn từ, có cởi quần áo thời điểm, rõ ràng gương mặt ửng đỏ, hết sức không được tự nhiên, thậm chí một cái đai lưng mở cả buổi, dễ nhận thấy cũng không như hắn ngoài mặt nói như vậy thản nhiên. Cứ như vậy yên lặng đứng ở ao trong nước. U Thiên Tuyết nghĩ đến ban đầu ở huyết linh trì thời điểm, Tần Trần xông đến ngũ quốc nữ đệ tử này một bên huyết linh trì, trước đây đối phương thì cùng hiện tại đồng dạng, kém chút đem nàng xem hết trơn. Nàng ấy thời điểm hận không thể đem Tần Trần chém sống, một đường truy sát Tần Trần. Bây giờ suy nghĩ một chút, nội tâm lại là ngượng ngùng, lại là hạnh phúc. Nếu như hồi đến khi đó, U Thiên Tuyết làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái kia từng tại trong mắt của nàng là đăng đồ tử hình tượng Tần Trần, sau cùng sẽ trở thành hắn người yêu nhất. Tư Tư, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Như Nguyệt lúc đầu đối Trần Tư Tư cái này Huyễn Ma Tông Thánh Nữ rất có ý kiến, thậm chí có chút chướng mắt những thứ này cái gọi là yêu nữ. Nhưng bây giờ, hai người lại đồng bệnh tương liên. Thiên Tuyết tỷ nói không sai, nếu như không phải Tần Trần, chúng ta đều đã chết,
thậm chí không biết sẽ tao ngộ bực nào kết cục bi thảm. Là ta, Mị Ảnh trưởng lão chết, người khác cũng chết, tuy là Phong Vũ Lôi hiện tại cũng chết, nhưng này đoạn cừu hận ta sẽ không quên, ta nhất định phải giết sạch cổ ngu giới Hiên Viên Đế Quốc võ giả, là Mị Ảnh trưởng lão bọn họ báo thù. Trần Tư Tư cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn nhẹ nhàng cởi ra trên thân lụa mỏng hạ xuống, phát họa uyển chuyển vóc người, nên lồi chỗ lồi, nên đất lõm địa phương lõm, da thịt trắng nõn như ngọc, làm cho người ta cảm thấy vô tận mê hoặc. Hắn một chút đi vào không gian trì, dáng vẻ diễm lệ, cũng không phải là tận lực chế tạo, mà là trời sinh như vậy. Hừ, ta cũng không tin, Tần Trần cũng là mặc quần áo xuống, dựa vào cái gì chúng ta liền nhất định phải cởi sạch xuống dưới. Cơ Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng. U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư tức khắc kinh hãi, Cơ Như Nguyệt vậy mà không có, cởi quần áo liền nhảy vào đến, này cũng quá lớn mật. Các ngươi xem, coi như là mặc quần áo đi vào, cũng căn bản không có việc gì. Cơ Như Nguyệt ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, có sau khi đi vào phát giác thân thể cũng không dị dạng sau, tức khắc cười nói, chỉ là vừa dứt lời, thân thể trong nháy mắt như là bị vô số cương châm xuyên thấu một dạng, một cổ đau nhức truyền lại mà tới. Cơ Như Nguyệt kinh hãi phía dưới, trước tiên là liền thôi động Nguyệt Quang thần thể, nhưng vẫn là phun ra một mụn máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt nhất phiến, thần sắc vạn phần thống khổ. Tần Trần, Trần Thiếu, U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư tức khắc kinh hô, hai người mặt hốt hoảng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tần Trần cảm thụ được sau lưng dị trạng, vội vàng xoay người, chứng kiến Cơ Như Nguyệt cư nhiên mặc quần áo nhảy xuống sau, tức khắc không nói gì đến cực điểm. Hắn thân hình thoát một cái, tại không gian trong ao cấp tốc lướt động, phút chốc sẽ đến Cơ Như Nguyệt bên cạnh, ôm nàng lên, đồng thời vô hình chân nguyên lan tràn ra, phốc một tiếng đưa nàng y phục trên người cho trong nháy mắt chấn vỡ. Vô cùng miệng màng da thịt trơn mềm không gì sánh được, nhưng Tần Trần lại không có bất kỳ mơ màng, cấp tốc cảm nhận một cái Cơ Như Nguyệt thân thể, không khỏi thở phào. Cũng phải thua thiệt Cơ Như Nguyệt ngay đầu tiên thôi động Nguyệt Quang thần thể, tuy là thân thể bị thương, nhưng cũng còn tốt giữ được tánh mạng, bằng không nói hắn sớm đã bị không gian trì trong đáng sợ không gian chi lực cho giết chết thành mảnh vụn. Tần Trần thôi động chân nguyên, một chút khơi thông Cơ Như Nguyệt thụ thương kinh mạch, sau một lát, bởi vì đau nhức mà đã hôn mê Cơ Như Nguyệt khoan thai tỉnh dậy qua đây. Ta đây là... Hắn cảm giác thân thể như là bị một cái thực lực mạnh mẽ nam giới chặt chẽ bao vây, thân thể hai người dính vào cùng nhau, ấm áp da thịt hai bên kề sát, quay đầu, liền phát hiện lại là Tần Trần tại ôm hắn. Ngươi muốn làm gì? Cơ Như Nguyệt sợ đến hồn đều nhanh bay, đồng thời hoảng sợ nói, y phục của ta đây. Hai người căn bản là không có mặc quần áo, cứ như vậy chặt dính chặt vào nhau, Cơ Như Nguyệt nổi giận vạn phần, vô ý thức liền một chưởng vỗ hướng Tần Trần. Hắn như thế khẽ động, thân thể hai người tiếp xúc bộ vị nhiều hơn, nguyên bản Tần Trần còn có ý tách ra một chút khoảng cách, lúc này tức khắc dán chặt hơn. Hai người như bị sét đánh, ảnh toàn thân là có điện lưu trào lên. Ngươi tên lưu manh này, ta muốn giết ngươi. Cơ Như Nguyệt nổi giận vạn phần, nước mắt đều chảy xuống, một chưởng ra sức vỗ xuống. Ngươi làm cái gì? Tần Trần tức giận, bắt lại Cơ Như Nguyệt cổ tay, Cơ Như Nguyệt lảo đảo một cái, càng là vừa ngã vào Tần Trần trên thân, thân thể dính sát Tần Trần. Cơ Như Nguyệt kinh hãi, vội vàng lui lại, kém chút ngã xuống tại không gian trong ao, cũng may U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư vội vàng chạy tới, lúc này mới đem hắn nâng dậy. Như Nguyệt, Trần Thiếu lúc trước là ở cứu ngươi. U Thiên Tuyết cười khổ nói, ai muốn hắn cứu? Cơ Như Nguyệt nước mắt lưng tròng, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bất luận kẻ nào có dũng khí chạm hắn một cọng tóc gáy, thậm chí cả tay đều không đừng bị nam nhân dắt lấy. Có lúc trước Tần Trần không những bắt lại tay nàng, giữa hai người còn có như vậy tiếp xúc thân mật, tức khắc xấu hổ khí cấp công tâm. Nữ nhân này, quả thực không thể nói lý, huống chi, cũng không phải chưa có xem qua, hà tất kích động như vậy. Tần Trần lắc đầu, lười để ý ba người, xoay người lại đến không gian trì chỗ sâu, nói, để ta tu luyện, các ngươi cũng tu luyện đi, đừng lãng phí thời gian. Cũng không phải chưa có xem qua. U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư hồ nghi mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, hắn ý là gì? Cơ Như Nguyệt khí sắc đỏ hơn, cũng nghĩ đến ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa thời điểm, đem Tần Trần làm thành là mô phỏng thể, song phương đại chiến, y phục trên người đều rách tung tóe, tẩu quan không ít cảnh tượng, tức khắc càng thêm ngượng ngùng. Có vấn đề. Nữ nhân trực giác không thể nghi ngờ là cường đại, Cơ Như Nguyệt biểu tình để cho U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư càng thêm tin chắc hai người tuyệt đối có tình huống gì. Chẳng lẽ Tần Trần cùng Như Nguyệt còn có một chân? U Thiên Tuyết ánh mắt lập lòe, thở dài nói, Như Nguyệt, nếu như ngươi cũng ưa thích Trần Thiếu,
ta không ngại đem Trần Thiếu giới thiệu cho ngươi. Giới thiệu ngươi cái đại đầu quỷ, ta sẽ ưa thích hắn. Chê cười. Cơ Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, kêu một tiếng, nhưng là biết Tần Trần lúc trước là vì tốt cho nàng, chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất quá rất nhanh, ba người liền bị không gian trì trong lực lượng hấp dẫn tới. Nhẹ nhẹ không gian chi lực nhập thể, ba người rõ ràng cảm thụ được thân thể đang thay đổi, trong cơ thể nguyên bổn đã ngưng luyện đến mức tận cùng 10 đạo không gian đạo tắc chi lực, lại cấp tốc tăng lên, từng đạo không gian chi lực, tại nguyên bổn trên căn bản, bộc phát ngưng luyện. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc đề thăng, liền so với các nàng ở bên ngoài tu luyện cả ngày đều có thể đến kinh người, mà càng làm cho các nàng hơn hưng phấn là, không gian này trì lực lượng, chẳng những có thể tăng nhanh không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện tốc độ, còn có thể hoàn thiện trước đã ngưng luyện qua không gian đạo tắc chi lực. Kinh hỉ phía dưới, ba người tất cả đều bình tĩnh lại, đều bắt đầu tu luyện, rất nhanh thì quên mất không gian này trì đáng sợ, sa vào khổ tu bên trong. Toàn bộ không gian trì, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một ngày, ba ngày, năm ngày, nửa tháng sau, U Thiên Tuyết ba người trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực so với trước kia, đại ước chừng hơn 2 lần, không gian trong cơ thể lực cùng chân nguyên đặc biệt ngưng luyện, đồng thời 10 đạo không gian đạo tắc chi lực, cơ hồ đề thăng tới cực hạn, làm sao ngưng luyện đều không cách nào tiến thêm một bước. Ba người mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như bây giờ lại để cho các nàng gặp phải phong vũ lôi, nếu là không có ngoại lực quấy rối, bằng vào bản thân, ba người các nàng bất kỳ một cái nào cũng có thể trấn áp phong vũ lôi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Ba người vốn tưởng rằng không gian đạo tắc chi lực chỉ cần ngưng luyện liền có thể, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại vẫn có thể lại lần nữa đề thăng, cũng đạt đến kinh người như vậy tình trạng. Tuy là ba người trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực y nguyên chỉ là sơ kỳ đỉnh phong 10 cái, nhưng so với trước kia 10 cái, lại cường ước chừng mấy lần, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Khó trách đều là võ hoàng, chiến lực tương ngộ kém nhiều như vậy, không nói công pháp vũ kỹ chân nguyên huyết mạch chênh lệch, chỉ là không gian chi lực bên trên, là có thể chênh lệch to lớn như thế, quá kinh người. Tại ngưng luyện 10 cái không gian đạo tắc chi lực sau, ba người đồng thời bắt đầu hướng tới trung kỳ cảnh giới. Mà giờ khắc này Tần Trần trong cơ thể 10 cái không gian đạo tắc chi lực cũng đã ngưng luyện đến mức tận cùng, tại trước kia trên căn bản cũng đề thăng gần một lần. Vì sao ta cư nhiên không có nửa điểm đột phá cảm giác? Nhưng cùng U Thiên Tuyết ba người bất đồng là, Tần Trần tại đem 10 cái không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến mức tận cùng sau, lại không có nửa điểm muốn đột phá đến trung kỳ cảm giác. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác, bản thân dường như còn có thể tiếp tục ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực. Điều này sao có thể? Sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng có thể có được không gian đạo tắc chi lực, tối đa cũng liền 10 cái. Đây là trên đại lục công lý, Tần Trần nữa quá là rõ ràng, tuyệt đối không thể làm lỗi. Nhưng hắn cư nhiên vẫn còn có thể tiếp tục ngưng luyện, gặp quỷ sao? Chẳng lẽ là cửu tinh thần đế quyết? Một cái ý niệm trong đầu tại Tần Trần trong đầu dâng lên.